Xin chào mọi người, thì hiện tại là tụi em đang đến điểm thứ hai tại Bình Dương để bàn giao cái cấu hình dàn karaoke gia đình cho anh khách nha. Hiện tại thì anh khách đang chạy xe ở phía trước đó mọi người, để dẫn đường cho tụi em vô nhà. Em đang tiến hành xuống hàng nha mọi người. Cũng là loa Winterfield VK12 nha, loa 30, xích điện 40. Đây, vừa mới lắp sau nha mọi người. Để giới thiệu sơ lại cấu hình lần nữa. Đây là xích điện 40, loa nhập khẩu 30 Winterfield, chia nguồn VK802, micro VK720, văn số X10 LUT và đẩy 2 kênh. Lên hình rất là đẹp luôn. Nhà ai có cái tủ này sắp vô nhìn là thấy sang trọng liền. Lên nhạc rồi nha mọi người. Cái không gian này nói chung là tương đương, không nhỏ, không rộng như mọi người vừa tầm. Cái cấu hình này mình lấy xích điện 40-50 xài vừa nha mọi người. Cách có ghế đẹp nha. Sub 40 nó cộng hưởng với cái không gian này, nghe tiếng rất là lực nha mọi người. Bởi vì mới nói mỗi không gian nhà và cái tiếng nó cũng khác nhau. Bây giờ anh khách sẽ hát thử một bài nha mọi người. Này bên em xếp sẵn ở trên công ty rất là kỹ luôn mọi người, nên là bây giờ xuống đây chỉ chỉnh lại sơ sơ bass chung chép theo ý của khách là được. Còn đây là hai cái đồ này, đây là lớn 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 của effect này, là có cái ai hát mà cần nhiều echo á. Dạ rồi, tụi em xin cảm ơn anh luôn nha. Sau này có phải thủ dầu một Bình Dương nha mọi người. Bây giờ sẽ tiến hành di chuyển về công ty để tiếp tục công việc. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chuyến hành trình bàn giao các cái cấu hình dàn karaoke gia đình cho khách ở khu vực Bình Dương ngày hôm nay nha. Nếu khách hàng nào có nhu cầu cần tư vấn mua dàn âm thanh hoặc là các thiết bị để mà về mình nâng cấp dàn âm thanh thì có thể liên hệ với tụi em qua các số điện thoại trên màn hình nha. Tất cả sản phẩm mà công ty đều có hỗ trợ cho mình trả góp nha, chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt mọi người.